Thôi anh em, những ngày cuối năm cửa hàng về được một con đầu cassette. Nếu con này nhận số 2 thì ít con đầu nào dám nhận là số 1 về độ mới, độ đẹp cho một sản phẩm âm thanh cũ, âm thanh bãi anh em nhá. Siêu mới luôn. Đầu Pioneer CT405 theo bộ Pioneer 7800 mắt đôi, 7800. Đó. Anh em xem nội thất luôn này. Đấy. Những cái đẹp mà cửa hàng nói thì nó thể hiện ở trong clip này luôn. Đấy. Nhiều khi quay sản phẩm cứ nói đẹp, nói hay, nhưng mà thật sự là sản phẩm nó như vậy thì phải nói như vậy, anh em thông cảm nhé. Băng nhạc tiếng trong như là băng CD hoặc là thu từ trên mạng YouTube. Nước sơn đẹp như mới tinh. Gió linh đón tay giặt về làn phấn. Anh em đợi cửa hàng đầy nắp. Lấy mẹ gió mưa mùa Tây Ninh nắng đông mây. Mà trần địa thì loang máu tươi. Đồng tháp vắt. Để được có những con như này đẹp như này không dễ có anh em nha. Kể cả cửa hàng bán đồ âm thanh bãi nhưng không dễ có để mua về được một con đẹp như thế này. Tua đi tua lại. Anh em muốn vớt nhạc mà không xóa cái băng thì anh em ấn cái pau này trước này. Ấn pau này, không ấn đồng thời hai này. Đấy. Nếu anh em nhả cái này ra băng quay sẽ bớt nhạc ở trong băng. Đây là cách gọi lớn là chơi làm dề này. Đây là cách gọi chơi làm dề. Giá bán rẻ cho một con đầu đẹp như này 3,5 triệu thôi anh em nhá. 3,5 triệu thôi. Giá tại cửa hàng. Và tặng cho anh em một cuốn băng nếu anh em mua nhanh. Băng trị giá 100 ngàn. Làm dề thì cái này nó là volume. Đó.